Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp. Qua đó, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp lập nghiệp trong lực lượng đoàn viên thanh niên, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần truyền cảm hứng, cổ vũ động viên tuổi trẻ Đắk Lắk tự tin trong lao động sản xuất. Xuất thân từ gia đình thuần nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Anh Lương Công Nhật tại thôn Tân Tiến, xã Ena, huyện Romana luôn trăn trở tìm hướng đi để thay đổi cuộc sống. Năm 2015, được sự giúp đỡ của gia đình, của tổ chức đoàn, cùng với nghị lực bản thân, anh đã mạnh dạn trở về địa phương, đầu tư phát triển mô hình nuôi bò giống. Nhờ sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, trong đó có đoàn thanh niên về vốn, kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, anh đã tập trung mở rộng trang trại về quy mô. Đoàn thanh niên rồi cùng với bên xã thì cũng hỗ trợ rồi tư vấn cho bên phía mình, rồi mở các giới thiệu mình đến các chương trình đào tạo về kỹ thuật chăn nuôi, rồi tiếp cận các nguồn vốn của bên địa phương, nhất là bên nguồn vốn bên ngân hàng chính sách. Thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, ban hành kế hoạch về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh cho đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tập trung phổ biến tuyên truyền vận động hỗ trợ tạo nguồn cảm hứng cho thanh niên hăng hái, mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế, theo đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025. Trong những năm qua thì qua cái phát động phong trào khởi nghiệp của tổ chức đoàn nói chung cũng như các cái hội đoàn thể khác đấy, thì đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Vân Đồn cũng đã có cái tinh thần khởi nghiệp rất là tốt, đặc biệt là có nhiều cái mô hình mới và cách làm hay xuất phát từ những cái ý tưởng hết sức là cụ thể tại địa phương. Được sự quan tâm của huyện ủy cũng như ủy ban nhân huyện thì ban thường vụ đoàn cũng đã có cái nguồn vốn là gần 300 triệu để hỗ trợ cho các bạn thanh niên trên địa bàn. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục có những cái kiến nghị đối với cấp ủy chính quyền địa phương để tạo điều kiện các bạn startup có cái nhu cầu tiếp cận các nguồn vốn lớn hơn ấy, để có các cái đề án để xây dựng cũng như là được có cái kênh tiếp cận nguồn vốn nó phù hợp và nhiều hơn để các bạn có thể có cái khởi nghiệp nó hiệu quả hơn. Từ những hoạt động hỗ trợ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên của các tổ chức đoàn tỉnh Đắk Lắk, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên. Đặc biệt qua việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh đã thu hút hàng trăm ý tưởng dự án. Thông qua cuộc thi, các doanh nghiệp tham gia cuộc thi đã có cơ hội được học tập, đổi mới sáng tạo, kết nối và nhận được nhiều số hỗ trợ từ các doanh nghiệp lớn. Thời gian qua, tỉnh đoàn cũng tổ chức các lớp tập huấn cho thanh niên về các chính sách, chủ trương liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tiếp lửa cho nhiều ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Có thể nói là cái phong trào lập nghiệp khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo hiện nay là đúng tuổi trẻ là một trong lực lượng xung kích đi đầu trên địa bàn của tỉnh chúng ta, tỉnh Đắk Lắk chúng ta đấy. Thì vừa qua thanh niên các dân tộc, đoàn viên thanh niên dân tộc đã cũng có rất nhiều những cái ý tưởng sáng tạo, những cái mô hình hay, và điều đó đã được thể hiện nhiều doanh nghiệp của các bạn trẻ hiện nay đã có tiếng, có vị trí trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhiều cái dự án mà được đánh giá cao trên các địa bàn, trên địa vi của tỉnh. Và nó đã thúc đẩy những cái phong trào sáng tạo khởi nghiệp gắn với cái vấn đề kinh tế số, chuyển đổi số. Và cái phong trào sáng tạo khởi nghiệp này ấy, nó gắn với cái vấn đề mà phát triển những cái tiềm năng của tỉnh, đặc biệt là trên cái lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, rồi các cái lĩnh vực chế biến sâu về các cái sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Và có thể là Thanh khẳng định cái phong trào đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đi vào chiều sâu, đưa vào hiệu quả và từng bước khẳng định được cái vị trí của mình trong cái quá trình phát triển cái nền kinh tế chung của tỉnh.
Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn ngày càng tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện học tập, khởi nghiệp để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.